sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go. Cho anh như ước ao,
anh thầu người yêu dấu. Từ ngày đầu tiên, từ ngày đầu tiên dịu dàng em đón bao lời đắm say, phút giây nào anh mãi mong chờ. Em cho anh mộng mơ vương vấn bao ngày, nhìn vào đôi mắt long lanh. Em cho anh ngủ quên đi những ưu phiền, bằng tình yêu em dành cho anh. Này người yêu dấu, em đã cho anh niềm khát khao, em đã cho anh nhiều ước ao bên đời. Này người yêu dấu, cho anh nhiều ước mơ, đôi mắt cho anh ngàn ý thơ, ý thơ. Này người yêu dấu, em đã cho anh niềm khát khao, em đã cho anh nhiều ước ao bên đời. Này người yêu dấu, đôi mắt cho anh nhiều ước mơ, đôi mắt cho anh ngàn ý thơ. Còn mãi niềm tin bên nhau, dẫu tan biến đông cùng cả.
mình. Bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Chúc mừng hạnh phúc như đôi chim câu thủy chung suốt đời. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly chúc mừng lứa đôi. Huh.
free. You may wonder how I can promise you now, this love that I feel for you always will be. Well, you're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh, baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men, if you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. Thank you.
và thì chúng tôi cũng rất là cùng thế giới trong đại nhất của một chương trình một trận hình hoặc là trải nghiệm hoàn tất. Và sau đây chúng ta kính mời quý vị hai nhân vật chính ngày hôm nay, có là hai ngôi sao sáng nhất trong buổi trưa hôm nay, đó là Trần Duy Đồng và Lan Chi, tiếp tục trở lại với ngoài để ra mắt và cùng quý vị có mặt trong không gian cùng quý của chương trình hôm nay. Chúc trọng kính mong và kính mời. Thưa quý vị, thưa với toàn thể khán giả gần xa, để rồi con người có tổ có tông, như cây có gốc, như sông có nguồn. Cháu có nguồn cội ở đâu? Trước là tiên tổ, sau là có mình có ta. Và với truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam ta, thưa quý vị, cây có cội với tốt cảnh xanh ngọn, nước có nguồn phải nhà biển cả sông sâu. Và giờ đây chú rể cô dâu đã làm thủ tục lễ cưới trong đại lễ đường hôn trực cưới của gia đình họ nhà trai đã hoàn tất và chuẩn bị bước vào chương trình văn nghệ chúc mừng lễ thành hôn của đoàn trẻ Duy Đồng và Lan Chi hôm nay. Và sau đây cho trọng kính mời hai nhân vật chính ngày hôm nay, có hai ngôi sao sáng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đôi bạn trẻ Duy Đồng và Lan Chi. Đào đặc biệt là thưa quý vị, hai bậc sinh thành ra chú rể cô dâu, hãy đứng dậy cúi chào ra mắt toàn thể quan khách có mặt trong tư gia phòng cưới hôm nay. Và xin một tràng pháo tay thật lớn để mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu. Và xin cảm ơn tình thông gia của hai bên gia đình, trân trọng cảm ơn rất nhiều. Sau đây xin mời trân trọng kính mời hai bên cha bác cũng như chú rể cô dâu chúng ta tiếp tục trở về vị trí của mình để cùng thưởng thức trọn vẹn mối tình thủy chung của đôi bạn trẻ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cây đại thụ trong gia đình gia tộc, các thế bậc phụ huynh cao lên lớn tuổi trong dòng họ, cô bác cậu mợ chú rể bên nội bên ngoài là cội nguồn sinh thành ra chú rể cô dâu. Thưa toàn thể bà con cô bác đặt giữa hai quê Thái Bình, Tuyên Quang, hai mảnh đất mẹ hiền đã sinh thành đôi trai tài gái đảm ngày hôm nay họ lên vợ thành chồng. Kính thưa quý vị, cô đã trở về trong niềm vui văn nghệ mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy theo đại bác đoàn trường gia đình quý gần xa, điều dưỡng ước mơ khắc hoài từ lâu, hôm nay đôi bạn đã chung công ân tình trong hạnh phúc có gia đình xã hội, có ông bà nội ngoại gần xa, có anh xóm dưới làng trên, có cô dì chú bác, có con chó nhà. Đứng nguyên tắc quê nhà pháp lý mặn mà đấy đôi. Và trung tâm dịch vụ cưới âm thanh Đức Tài mảnh đất Bình Nguyên hôm nay, những người rất quen thuộc với bà con cô bác, nhận lời mời của gia đình Hoàng Đà Trai, nhận lời mời của tân chú rể Duy Đồng tới làm lễ thành hôn cho bạn trẻ Duy Đồng và Lan Chi hôm nay được lên vào thành chồng. Vậy thay lời cho ban biên tập chương trình, tôi xin cảm ơn tấm lòng vàng vô giá của toàn thể quý vị đại biểu, quý cụ, quý ông, quý bà, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên gia đình bốn họ đã không quản đường xa xa xôi, đem tình cảm thiết tha mặt đồng nhất trở về hôn trường cưới. Được sự nhã ý cho phép của hai bên gia đình, cho phép tôi được nằm cánh chim báo hỉ và làm bánh lái con đỏ đưa đầy cho bến đầu tình cả bến bờ hạnh phúc này. Xin được trình trọng tuyên bố giờ phút trang trọng nhất của bạn trẻ xin phép được bắt đầu. Xin một tràng pháo tay thật lớn mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu trong giây phút trọng đại nhất hôm nay. Vâng, xin có lẽ cảm ơn rất nhiều ban nhạc hạnh phúc của bản tình ca rất hay để mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Kính thưa quý vị, có lẽ thờ với toàn thể khách quý gần xa, có lẽ trở về trong niềm vui văn nghệ mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu thì trân trọng kính mong một kính mời tới toàn thể khách quý. Chúng ta tiếp tục trở về tư gia phòng cưới của gia đình để cùng thưởng thức trọn vẹn mối tình thủy chung của đôi bạn trẻ. Và bây giờ có lẽ cầu truyền thanh đặc biệt thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai gia đình dân tộc, hai quê hương, thưa quý vị, Thái Bình, Tuyên Quang, được trung tâm dịch vụ cưới hai Đức Tài sẽ tường thuật trực tiếp tại hôn trường cưới của gia đình nhà trai chúng ta cũng xin phép được bắt đầu. Và trong khi chờ đợi tất cả những người con của quê hương đem đến lời ca tiếng hát của mình để gửi tặng tới tất cả quý vị có mặt trong hôn trường cưới, và sau đây thì xin mời quý vị chúng ta trở về với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Nhàn, một thành viên trong ban nhạc chúng tôi hái bông hoa văn nghệ đầu tiên trong chương trình ca nhạc hôm nay. Xin mời và trân trọng kính mời. Chúc cô dâu chú rể trong năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Ca khúc mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay rất quen thuộc của cố nhạc sĩ Trần Hoàn mang tên Giận Mà Thương, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Giận mà
cũng lao anh dần em không. Họ lúc nào anh dần em không để thương suốt cả ngày em dần khi yêu nhau đến ngàn vạn dặm dần chẳng còn mà thương rộng dài. Liên duyên vợ chồng, họ gặp nhau, họ đã thề hẹn với nhau rằng dù mối biển một ngày kia không mặn, nhưng tình ta vẫn chung thủy mặn mà. Dù trời yên hay biển nổi phong ba, anh vẫn mang như thuyền khi bên lái. Và trở về từ gian phòng cưới của gia đình họ nhà cha hôm nay, ngoài những tình cảm của bà con cô bác ra, có tình cảm rất là cao quý, bạn bè đồng nghiệp của tân chú rể từ mọi miền tổ quốc đã trở về từ gian phòng cưới ngày hôm nay. Và sau đây thì thưa quý vị, để tiếp theo chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu, nhận rất nhiều lá thư yêu cầu của quý vị, xin mời quý vị cho trở lại với tiếng hát của bạn trai Phúc Tùng, là bạn của chú rể Duy Đồng, tiếp tục đem đến lời ca tiếng hát của mình gửi tặng tới toàn thể quý vị. Tôi xin gửi tới hội hôn bài hát Thơ Tình Của Núi để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Xuống như cùng đàn vần vào một hải quân quần xa anh tới bằng em bên núi hát gì mà dương bán nở trắng xinh cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã khắp ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh sẽ nghe qua thăm bạn, tìm gặp em người con gái nhen ngọn lửa tình mình. Bạn là vui
thành dù còn lấp đất rừng. Từ xa em đã thấy thời cuộc vui em tới, em cho tôi bồng nhồi và từ ấy người lính khó thời tình, tìm người thương thì hãy qua thật gần sẽ gặp. Một tình yêu rồi thôi, nơi núi rừng mà xa. Trường ơi thử nhìn xem, nàng dâu Huyền Thảo xứng bên rể Hiền. Để có ngày hôm nay, đôi trai tài gái đảm họ nên vợ thành chồng, thì không thể không có công lao trời biển của những bậc làm cha, làm mẹ. Lại trở về câu ca dao trong thổ học trò: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vững chãi ngàn đời. Căn dặn gọi có đôi lời: cảm ơn cô bác xóm làng, cảm ơn tấm lòng vàng về đây, hương thơm trà thuốc khói bay, mừng cho hai bạn trăm năm một nhà. Và sau đây trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện hai bên gia đình bốn họ có đôi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị có mặt trong tư gia phòng cưới ngày hôm nay. Trân trọng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, con, các bà, hai bên gia đình bốn họ và bà đẻ năm những xa gần của hai cháu, được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay hai bên gia đình làm lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu. Tôi thay mặt cho hai bên gia đình xin trân trọng cảm ơn tới quý vị đại biểu cùng các cụ, con, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên bố họ đã bớt chút thời gian vàng ngọc đường xá xa xôi về đây dự lễ thành hôn của hai cháu hôm nay. Thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cảm ơn. Năm cũ đã qua, năm mới sắp tới cho phép tôi được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, quý nhân dân khách cùng các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên gia đình lời kính chúc sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng. Cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều bác đoàn trưởng của tên nhà trai đã thay mặt hai bên gia đình bốn họ cảm ơn tới toàn thể quý vị có mặt trong tư gia phòng cưới ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa với toàn thể khách gần xa, để rồi công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới nền đạo con, phụ đạo giữ gìn tu tích đức, tề gia tham phát tích âm công, chồng hòa vợ thuận vui cha mẹ, trong ấm ngoài êm vẹn tổ tông. Và tất cả quý vị ngồi đây đã từng nghe một câu thơ nói rằng: cánh cò cõng nắng cõng mưa, mẹ cho cõng cả bốn mùa gió sương, thân mẹ như ránh mạ gầy, ước gì hóa bát cơm đầy cho con. Vâng, quả thật công ơn của cha mẹ mình, ngươi tần tảo một nắng hai sương vì hạnh phúc của con mình, của cháu mình. Thưa quý vị, đây những người làm cha làm mẹ rất vui lòng khi con gái con trai của mẹ đã trưởng thành. Và người vui nhất hôm nay là người mẹ sinh thành ra tân chú rể Duy Đồng, những người mẹ Việt Nam, những người mẹ thật anh hùng. Cả cuộc đời tần tảo nhọc nhằn sớm hôm chắc chưa bung lúa mặt thóc nuôi con không đứng trưởng thành, thì hôm nay đây mẹ đón con về làm con dâu của mẹ, có nghĩa sống tình làng, có tình cảm cô bác họ hàng của cả đôi quê. Và chắc chắn là trước khi Lan Chi trở về mẹ để làm dâu, thì người mẹ hiện có chút quà nhỏ trao tặng mối tình thủy chung của hai con của mình trong buổi trưa hôm nay. Và sau đây cho chồng kính mời chú rể cô dâu hãy đứng dậy đón nhận tình cảm rất là cao quý, dạt dào bo la biết nhường nào, tình thiêng liêng mẫu tử của người mẹ trao cho hai con, để tạo cho chú rể cô dâu một lâu đài hạnh phúc để con cháu mình luôn ghi nhớ về sau. Trân trọng kính mời quý vị hai nhân vật chính hôm nay, chú rể cô dâu hãy đứng dậy đón nhận tình cảm rất là cao quý của người mẹ hiền trao tặng mối tình thủy chung của đôi bạn trẻ. Trân trọng kính mong và kính mời. Thưa quý vị, theo với tập thể hình chuyển sang và quý vị đã chứng kiến một giây phút rất là trang trọng của chú rể cô dâu trong giây phút trọng đại hôm nay. Một tình cảm dạt dào bao la cao quý biết nhường nào, tình thương như mẫu từ của người mẹ trao cho hai con. Thưa quý vị, để rồi đi khắp phương trời không ai tốt bằng mẹ,
gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín tôn cha. Tần tạo sớm hôm mẹ luôn con khôn lớn, lấy cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Một tình cảm dạt dào bao la cao quý vết nhường nào, tình thiêng nhân mẫu từ từ người mẹ trao cho hai con, để tạo cho chú rể cô dâu một lâu đại hạnh phúc, để con cháu mình luôn ghi nhớ về sau. Và thưa quý vị, thay lời những người làm chương trình, xin được mặc phép thay lời chú rể cô dâu xin cảm ơn rất nhiều những tình cảm của những người làm cha làm mẹ đã trao tặng mối tình thủy chung của đôi bạn trẻ trên ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thưa với toàn thể khách quý gần xa, để dệt bao lời căn dặn nữa đôi, mừng cho hai bạn có cháu trai đầu lòng. Người ta mừng bạc mừng vàng mừng những lời ca tiếng hát của riêng tôi, thay mặt trung tâm dịch vụ cưới Thanh Đức Tài sẽ chúc cho chú rể cô dâu trong năm hạnh phúc, đặc biệt chúc tình nghĩa thông gia của hai bên gia đình ngày càng gắn bó keo sơn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Và sau đây trân trọng kính mời chú rể cô dâu cùng thưa quý vị đại diện hai bên cha bác tiếp tục đi mời nước, mời thuốc, mời trầu toàn thể quý vị có mặt trong tư gia phòng cưới ngày hôm nay. Trân trọng kính mong và kính mời trở lại với tiếng hát của dân danh ca Hồ Bắc, tiếp tục đem lời ca tiếng hát của mình để gửi tặng tới tất cả khách quý. Xin trân trọng kính mời tiếng hát của Hồ Bắc. Vâng, để tiếp tục chương trình vui liên hoan văn nghệ hành mừng hạnh phúc của chú rể, xin gửi tới một sáng tác của nghệ sĩ Lê Giang, bài hát đất nước tình yêu. Xin mời nghe. Thank you.
vị cũng đã từng biết là đất Thái Bình quê ta khác hẳn ở mọi tỉnh, ba mặt sông, một mặt biển, một mảnh đất mà thưa quý vị chỉ không giàu về nông nghiệp, một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Thưa quý vị, để rồi tay anh trổ vàng, tay em chạm bạc, đó là nốt nhạc thôi. Còn đối với chàng gái Thái Bình năm tháng nào cũng vậy, đều ghi lại cả một trang sử vẻ vang cho đất nước. Và đã trở về trong niềm vui văn nghệ mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn rất nhiều những chàng trai, những cô gái đã đăng ký tham dự chương trình. Nếu tôi lần lượt mời đến đây, thời gian này kéo dài từ lúc 16:30 chiều hôm nay hết được, mà thời lượng phát sóng của chương trình cũng hết sức có hạn. Mong toàn thể quý vị chúng ta hết sức cảm trọng lời cho chú rể và cô dâu. Tôi xin cảm ơn những tấm lòng vàng vô giá của toàn thể quý vị đại biểu, quý cụ, quý ông, quý bà, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên gia đình bốn họ đã không quản đường xa xôi, đem tình cảm thiết tha mặn nồng nhất trở về tư gia bỏ cưới. Và toàn bộ chương trình hôm nay xin nhường quyền tiếp đón cho gia đình Hoàng Đà Trai, đặc biệt xin nhường quyền tiếp đón các bạn trẻ Duy Đồng và Lan Chi. Xin chào và hẹn lại toàn thể quý vị. Oh,
lời nói như gió thoảng mây bay. Cười đi em sẽ thấy mặt trời sưởi ấm em trên bờ môi. Cười đi em, nụ cười xinh xinh làm gió du tóc nhẹ thôi đưa. Lòng miên man thương mến bóng dâng tràn chìm đắm trái tim theo thời gian. Dù một ngày vắng em mùa đông, dù tình này sống trong chờ mong, trọn đời này anh vẫn mãi yêu mình em. Dù dòng đời sẽ đi về đâu, dù mặt trời ánh dương lặn sâu, anh vẫn trọn đời mãi mãi yêu mình em thôi. Cười đi em, nụ cười xinh xinh làn gió du tóc nhẹ thôi đưa. Lòng miên man thương mến bóng dâng tràn chìm đắm trái tim theo thời gian. Dù một ngày vắng em mùa đông, dù tình này sống trong chờ mong, trong đời này anh vẫn mãi yêu mình. Dòng đời sẽ đi về đâu, dù mặt trời ánh dương lặn sâu,